có viên là bị nhà hả? Có kêu nhà cả nhân lọ. Cả hám tô. Nhà thế nào? Mua nhà thế nào? Mà có lái mày nhà thế nào? Hả? Mua là chỗ ao là bên nghe hả? Cần với mà họ vẫn cứ đi là tôi ăn phải ăn kéo đi hãm tôi phải ăn phải ăn là nè hãm tôi này mà ha thích ấy một loại tôi ăn phải ăn cả lại tôi nhà này phải là hai mươi là mua mình cho ai bây giờ đang ở đây tôi cũng mới nhả hả về mình cả hãm tôi thì nói tôi thì nói phụ chơi nhà nó hai là hai là bắt cá đâu bắt cá ê mười thiết anh ông bây giờ chơi luôn là chơi chơi đi chơi 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 coi cái này hả chúng ta đi được bùn mồi mà chơi chơi đi chơi 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 mẹ mua chụp cho cả lên cho hai nhà nào dạ ơi nó tải ơi đừng cho nó bắt tải ơi ở tạm đây nhỉ cái nhỉ
đó. Mẹ thấy có một con ếch kìa. Bà đây. Bà đây, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bà đây nhé. Bà đây. Mẹ lấy thuốc ở sau bát anh nhanh lên. Cứ bị làm nó dây. Nó trốn nhé. Em bắt. Em bắt đi nhanh lên. Em bắt mày vào. Bà đây. Bắt đi. Con ếch. Đấy, đừng có. Kéo đá lắm. To thật em ơi. Đó, để kéo ra cái nước khoai không? Để nó biết ạ. Ở đây có một con. Đâu? Bên này, bên này. Được một con. Nhưng cháy cho mẹ cháy. Bữa ăn rồi đi về hay là đi bán? Hả? Đi bán. Đi về. Đi bán. Mình đi về xong mình đi bán một nửa nha. Ừ. Bán một nửa. Lấy về nướng. Anh này. Em này. Con nào chọn đi. Bỏ đây. Bỏ.
Ecmo. Cái này ăn cũng giống ếch kìa. Ăn ngon lắm. Ếch kìa. Nó cái gì? Em sợ không lên được, em không kèm lấy cho. Đấy, tính cầm hai nhé. Mà túi này. Thế còn có hai ba con ơi, thế lấy hết. Bà lấy hết đi, còn hết mấy con kia cho bà thế mà. Con đút tay được một con tí, mẹ cũng cho. Đây con ghi về 0967 0967 lấy cái bút này à, 5.000 5.000 bác xin. Mẹ ạ nó. Nó tốt à? Ừ. Nó nhiều lắm. Nó vừa rồi đã cho nó.
con ở đây thôi. Chị ngồi vào trong đi, cho em ngồi ở đây. Để chờ mẹ đi nấu ăn nhé. Có giờ ăn cơm xong ngủ. Em ăn cơm nhá. Ăn cơm xong rồi cho em ngủ nhá. Em không ăn á. Em không ăn với cả ạ. Con ngủ cẩn thận nào, chắc cả mẹ ngủ. Con ngủ ở đây nhá, con ngủ ở đây mà ngủ ở bên này nhá. Ngủ á, các con ngủ ở đây nè. Ngủ đi con.